Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu các bạn chọn một cái chiếc xe mà dành cho gia đình của mình ha, thì gồm có hai vợ chồng, có thể là hai bé nhỏ hoặc là có ông bà lớn tuổi, thì các anh chị các bạn chọn cái chiếc xe nào? Thì đối với Duy các bạn thì Duy sẽ chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì thực chất các bạn, chiếc xe Maybach là các bạn nghĩ là một cái chiếc xe dành cho các doanh nhân ha, dành cho những cái cuộc gặp gỡ đối tác ha, làm cái bộ mặt cho công ty hay là cho cá nhân, thì cái đó là một điều hiển nhiên rồi các bạn. Nhưng đối với cái chiếc xe Maybach S450 này, Duy thấy những cái tính năng ở bên trong xe cũng như là sự tiện nghi, thì Duy nghĩ đây là một cái chiếc xe rất rất là tuyệt vời dành cho gia đình của mình, đặc biệt là các anh chị mà có ông bà lớn tuổi ha. Thì tại sao chiếc xe này nó lại phù hợp như vậy, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe này nha. Ok, với cái xe Maybach S450 này, đây là một cái chiếc xe đỉnh cao của Mercedes-Benz cũng như là đỉnh cao của nền ô tô, công nghiệp ô tô trên thế giới rồi các bạn. Thì với cái chiếc xe này Duy đã quay cũng rất là nhiều lần, cũng đã review, cũng đã giới thiệu những cái tính năng của cái xe này rất là nhiều rồi. Đó, thì ngày hôm nay thì Duy cũng xin được phép đi sơ lại thôi. Nhưng một cái điểm mà đặc biệt nhất của cái chiếc xe Maybach S450 này, đó cái chính là cái khoang sau của chiếc xe này. Thì đó là lý do tại sao mà chiếc xe này nó phù hợp cho gia đình của anh chị nếu mà có ông bà lớn tuổi ha. Bởi vì đây là cái khoang sau của chiếc xe Maybach S450. Thì với Maybach S450 các bạn, thì nó cũng không khác gì so với Maybach S680 hết. Và đặc biệt là cái cửa xe của Maybach của chúng ta, các bạn thấy nè, đây là một cái cửa vuông. Khi mà các anh chị các bạn mở cửa ra, các anh chị các bạn bước vào, hoặc là ông bà của chúng ta bước vào trong cái chiếc xe này các bạn, thì nó rất là dễ luôn, rất là thoải mái luôn ha. Chỉ cần mà chúng ta bước nhẹ vào một cái thôi, không cần phải khom người hay là ưỡn người hết. Cho nên là nếu mà ông bà chúng ta lớn tuổi, bạn di chuyển khó này nọ ha, thì cái việc mà chúng ta ngồi lên cái chiếc xe này thì nó sẽ không có mất sức, hoặc là không có mất, coi như là rất là dễ dàng ha. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào cái khoang này các bạn, thì đối với cái chiếc xe Maybach á, cái chiều dài của nó lên đến 5,5 m, cho nên cái khoang sau này thì nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Và phải nói tới Maybach thì các bạn phải nói tới cái khoang sau trước đó, phải cái khoang thương gia này. À, cái khoang thương gia này thì hầu như là khi mà chúng ta ngồi vào chiếc xe này, nó có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng luôn, kể cả chúng ta cũng không cần phải đóng cửa nữa ha. Đó, vì cái quơ tay nó sẽ tự đóng cửa lại luôn, hoặc là chúng ta có thể là đóng cửa bằng cái nút bấm ở trên trần này các bạn nha. À, đó là những cái tính năng mà chỉ có trên những cái chiếc xe Maybach S-Class này chúng ta mới có thôi. Thực sự các bạn, thì bên Duy sẽ có hai cái dòng xe Maybach, đó là Maybach S450, đây là cái xe sedan, hoặc là cái xe Maybach GLS 480 hoặc là GLS 600, đó là cái xe SUV. Nhưng mà Duy nghĩ là đối với những ông bà lớn tuổi của chúng ta các bạn, thì các anh chị các bạn nên chọn cái chiếc xe Maybach S-Sedan này, bởi vì là chúng ta bước lên bước xuống nó rất là dễ dàng. Và cái ghế ngồi đặc biệt của chiếc xe Maybach này các bạn, thì nếu mà người mà bị đau lưng hoặc bị bệnh cột sống á, thì Duy nghĩ là cái chiếc xe Maybach này, cái ghế nó được thiết kế nó rất 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 là phù hợp luôn ha. Và cái ghế của chiếc xe Maybach này, hai bên các bạn có thể ngã được 43,5 độ. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể là di chuyển những cái chuyến mà đường dài mà hơn 100 hay là 200 cây số hoặc là hơn thế nữa, thì cái cảm giác mà chúng ta ngồi trên chiếc xe này nó cũng rất là thoải mái, ông bà của chúng ta cũng rất rất là thoải mái ha. Đó, ngoài ra thì những cái chi tiết về ghế ngồi thì chiếc xe của chúng ta còn có những cái tính năng là massage. Thực sự là đối với cái ghế massage này các bạn, nó sẽ không giống như cái ghế massage ở nhà, bởi vì là khi mà chúng ta massage ở giống như ở nhà các bạn, thì họ như thấy là nó hơi khó chịu với cái là nó rất là mạnh. Nhưng đối với cái chiếc xe Maybach này các bạn, thì do chúng ta di chuyển ở trên những cái đoạn đường mà vài tiếng đồng hồ, thì cái việc massage nó cũng sẽ khác hơn ha. Nó rất là nhẹ nhàng, chủ yếu là để lưu thông máu huyết cho ông bà chúng ta, nên nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ không bị tê chân hay là không bị coi như là nhức mỏi. Ok,
Ngoài ra thì thật ra đối với cái chiếc xe Maybach này các bạn, nó những cái tính năng về nhỏ 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 như là cốc chỗ để nước, làm mát, làm nóng ly, máy lạnh đa vùng, thì những cái tính năng đó thì những cái tính năng bắt buộc trên cái chiếc xe Maybach này rồi ha. Đó, ngoài ra thì cái dàn âm thanh trên chiếc xe Maybach này cũng là một cái mà Duy nghĩ là rất là đặc biệt ha. Những anh chị khách hàng mà chọn cái dòng xe Maybach này thường là những người rất là khó tính về cái phong cách sống ha, có nghĩa là những cái nhu cầu rất là cao, thì đối với cái xe Maybach này hầu như nó phải đáp ứng hết tất cả mọi thứ luôn. Một điểm nữa là Duy rất là thích trên cái chiếc xe Maybach này các bạn, đó là cái tính năng Energizing Comfort. Đây là một cái tính năng mà nó giúp cho cái người ngồi bên trong của chúng ta, hành khách của chúng ta, nó cảm giác là thoải mái nhất, thư giãn nhất. Thì nó bằng cách là nó sẽ kết hợp với lại ánh sáng của đèn nè các bạn, massage nè, thông gió nè, mùi hương nè, tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ làm thành một cái hiệu ứng tổng hợp để mà giúp cho cái người ngồi bên trong xe đó, người chủ nhân của chiếc xe của chúng ta cảm thấy coi như là thoải mái nhất có thể. Các anh chị các bạn hình dung là khi mà chúng ta đi làm một ngày rất là nhiều căng thẳng, rất là nhiều áp lực, chúng ta sẽ trở về nhà của chúng ta trên chiếc xe Maybach này ha, thì chúng ta có thể chọn vào cái tính năng này Energizing Comfort. Chúng ta sẽ có chọn những cái chế độ khác nhau tùy theo cái cảm xúc của chúng ta ngày hôm đó như thế nào ha. Ví dụ như là ngày hôm đó Duy cảm thấy là muốn nó relax một chút xíu, muốn nó nhẹ nhàng, muốn nó dễ chịu, bởi vì là một ngày của chúng ta nó làm việc nó quá là mệt mỏi rồi, thì Duy sẽ chọn cái tính năng dễ chịu ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái đèn trên cái chiếc xe của chúng ta nó cũng sẽ chuyển sang một cái trạng thái là cái màu nó rất là nhẹ, nó rất là kiểu cái màu này nó hơi màu vàng vàng các bạn ha. Ha, chúng ta cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì cái tính năng mà thông gió nè, tạo cái mùi hương thơm cũng như là massage cho cái ghế này, nó cũng kết hợp với cái tính năng massage luôn ha, rất là thoải mái luôn á. Duy nghĩ là những cái chuyến mà hành trình mà xa vài tiếng đồng hồ trên cái chiếc xe này thì chúng ta sẽ không có bị nhàm chán, bởi vì chiếc xe này nó có quá là nhiều những cái tính năng nó phục vụ cho chúng ta ha. Các bạn hình dung thử các bạn, thì thường là các anh chị mà đi trên máy bay á, những cái chuyến mà bay mà dài 6 tiếng hoặc là 8 tiếng này nọ ha, thì thường là các anh chị mà có điều kiện thì sẽ chọn cái khoang thương gia để ngồi. Bởi vì sao? Cái xe này nó cũng vậy các bạn, nó có đáp ứng đầy đủ hết tất cả mọi thứ ha, ghế ngồi, rồi headphone, rồi âm thanh, rồi massage, mùi hương, chỉ có điều là không có người phục vụ cho chúng ta ở trên cái chiếc xe này thôi ha. Đó, thì hầu như là mọi thứ nó rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thử hình dung mà chúng ta ngồi 6 tiếng trên xe hoặc là 6 tiếng trên máy bay mà không có làm gì hết thì nó rất là chán ha. Đó, những cái tính năng của cái xe, những cái tiện ích nó sẽ hỗ trợ cho người ngồi ở bên trong xe này để cảm thấy mà thoải mái cũng như là thú vị nhất có thể. Đó, đây là một cái tính năng mà Duy rất là thích. Theo Maybach này bạn, một cái điểm nhỏ nữa thôi là Duy rất là thích, đó là cái đèn này. Đó, đây là đèn Adaptive Ambient Light, hay là hay gọi là đèn nội thất chủ động ha. Đó, cái đèn này thì thay đổi cái màu sắc khi mà chúng ta chọn ở trên đây nè, cũng như là khi mà chúng ta chọn những cái chế độ về massage hoặc là giải trí trên này thì cái đèn này nó cũng sẽ thay đổi luôn. Hoặc là khi mà xe của chúng ta di chuyển ở trên đường các bạn mà có chướng ngại vật ở bên hông, nó cũng sẽ báo cho chúng ta ha, bằng cách là nó nhấp nháy những cái đèn này lên. Nói chung là chiếc xe Maybach này nó có rất là nhiều những cái điểm thú vị. Ngoài những cái yếu tố trên các bạn, thì chiếc xe Maybach S450 này nó phải thật sự là êm, nó phải thật sự là cách âm tốt, nó mới xứng đáng với là cái tên Maybach của nó ha. Thì cái chiếc xe Maybach S450 này nó sở hữu một cái chiều dài lên đến là khoảng 5,5 m. Ngoài ra thì Maybach S450 được trang bị cả hệ thống treo bằng khí nén E-matic, có thể là nâng cao hoặc là hạ thấp được gầm xe. Đó, các bạn hình dung E-matic là một cái phuộc mà bên trong đó là bằng không khí các bạn, bằng khí nén, cho nên là các bạn biết rồi, không khí thì nó giống như một quả bong bóng vậy đó, cho nên là nó rất là êm ái. Thử bạn thì để một sản xuất một cái chiếc xe mà nó êm ái các bạn, thì chiếc xe của chúng ta phải thấp và phải thật là dài thì nó mới êm được ha. Đó, còn chiếc xe của chúng ta mà nó nói là ngắn hoặc là cao thì muốn êm cũng sẽ không thể nào mà êm được. Ngoài ra chiếc xe Maybach S450 này còn sở hữu một cái công nghệ cách âm hoàn toàn mới của Mercedes-Benz, đó là cái tính năng Acoustic Foam. Nói coi như là dễ hiểu hơn các bạn là trong cái khung sườn xe của chiếc xe này, thông thường là nó sẽ là rỗng bên trong, thì Mercedes-Benz sẽ sử dụng một cái chất gọi là foam hay gọi là xốp các bạn, sẽ được bơm vào ở trong cái khung sườn của những cái của chiếc xe này. Đó, khi mà chúng ta sẽ đem cái khung sườn này đem hấp ở một nhiệt độ cao thì những cái foam đó nó sẽ nở ra ha, nó che khít hết những cái khung sườn này. Cho nên là khi các anh chị các bạn ngồi vào chiếc xe Maybach S450 hoặc là những cái chiếc xe S-Class thế hệ mới các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cách âm tốt hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây
ha, của dòng xe S-Class hoặc là dòng xe Maybach. Đó, một cái chiếc xe mà phải sang trọng thì đòi hỏi nó phải là êm ái nè các bạn, và phải cách âm rất là tốt ha. Đó thì đó mới là một chiếc xe sang trọng ha. Chiếc xe Maybach thì các bạn sẽ thấy lúc nào nó cũng sẽ có những cái lưới tản nhiệt thiết kế gần như là giống nhau các bạn ha. Những cái sọc đứng như thế này được những cái chi tiết trang trí, những cái chi tiết bằng chrome ha. Ngoài ra trên này chúng ta sẽ có chiếc Maybach ở đây ha. Chiếc xe Maybach này thì nó, bởi vì là nó sử dụng kích thước dài hơn 5,5 m các bạn, cho nên là được trang bị cái camera 360 độ 3D luôn ha. Cho nên là khi mà chúng ta di chuyển chiếc xe Maybach S450 này vào những cái khu vực hẹp á, thì nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Đó, các bạn sẽ thấy là cái chi tiết S450 Maybach ở dưới này thì các bạn sẽ thấy nó có một chi tiết mạ chrome nè. Nhưng mà đối với 680 thì chúng ta sẽ thấy là chrome chỗ này nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà đây là một cái chi tiết trang trí thôi các bạn, nó cũng rất là đơn giản. Còn đèn xe của chiếc xe Maybach này thì đây là chắc chắn là sẽ sở hữu một cái công nghệ đèn gì mà mới nhất, tiên tiến nhất mà xịn nhất của Mercedes-Benz vào thời điểm này. Maybach là một cái chiếc xe có một cái lịch sử rất là lâu đời ha các bạn. Đó thì sau này thì Mercedes-Benz mới mua lại và kết hợp thành Mercedes-Benz Maybach thôi. Đó, cho nên là chiếc xe của chúng ta vẫn giữ những cái nét cổ điển, những cái nét đặc trưng của những cái dòng xe Maybach coi như là từ rất là xa xưa. Các bạn sẽ thấy là trên nắp capo sẽ có một cái đường gân nhập đổi và có một cái thanh chrome ha. Đây là một cái chi tiết làm chúng ta gợi nhớ đến những cái xe rất rất là cổ điển ha. Đó, ngoài ra các bạn sẽ thấy cái phần mâm xe đó nè. Đó, cái phần mâm xe này nó cũng rất rất là cổ điển luôn. Thực sự là đối với cái mâm xe của chiếc Maybach S450 này thì Di sẽ thấy thích hơn so với là cái Maybach S680. Đó, bởi vì là cái mâm các bạn thấy nè, khi mà đậu như thế này các bạn, thì các bạn thấy cái bộ mâm này nó nhìn nó cũng không có gì đặc biệt. Có nhiều người chê nó là xấu, nhưng mà khi xe Maybach S450 này lăn bánh ở ngoài đường các bạn nhìn từ bên hông xe, các bạn sẽ thấy cái bộ mâm xe này nó thật sự là rất rất là tuyệt vời luôn. Nó quá là đẹp luôn các bạn. Và cái bộ mâm xe này thực sự Di nghĩ là nếu mà các anh chị các bạn mà đi cái chiếc xe này, hoặc là các anh tài xế mà phải chạy cái xe này thì phải thật sự rất rất là cẩn thận luôn. Bởi vì là cái mâm này mà khi mà đã bị chày xước rồi các bạn thì nó sẽ không có còn đẹp nữa, hoặc là chúng ta rất rất là khó xử lý cái vết chày đó. Cabin của cái chiếc xe Maybach S450 này, hoặc là cái khoang sau của chiếc xe Maybach này, thì điều là chúng ta đã thấy nó rất là khác so với lại những cái chiếc xe thông thường rồi. Bởi vì là cái ghế này nó rất là to, và chất liệu da trên cái ghế này là cái da Nappa các bạn, Nappa Exclusive, cho nên khi mà chúng ta ngồi vào chúng ta cảm giác nó rất là mềm, nó rất là mát và rất là dễ chịu luôn. Bởi vì cái ghế của chúng ta các bạn nè, được thiết kế nè, nó rất là dày ha. Những cái lớp da và nệm của nó coi như là rất là khác biệt ha. Nếu các bạn nhìn kỹ vào cái lớp da này các bạn sẽ thấy là da của chúng ta nó có một cái độ nhăn, thì đây là những cái chi tiết da nhăn tự nhiên các bạn. Nhìn nó rất là sang trọng, nó cũng sẽ không giống như những cái da Nappa trên những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz ha. Chân xe các bạn thì được bọc bằng một cái chất liệu là da Dynamica. Khi các bạn sờ vào thì nó có một cái độ êm, độ mịn. Đó, thì các bạn hình dung nó giống như da lộn bạn, nhưng mà không phải là da lộn ha. Ha, những cái chi tiết hầu như là những cái chi tiết ghế ngồi ha, táp lô nè, rồi vô lăng đều được bọc da Nappa. Đó, và một cái điểm nữa các bạn, khi mà Di ngồi vào cái ghế này bây giờ Di mới để ý là trên cái ghế, bốn cái ghế của chúng ta đều có một cái chi tiết cái gói này. Ha, một cái gói có một cái logo Maybach ở đây và được làm bằng cái chất liệu da Dynamica, và bên trong này đây là lông ngỗng các bạn nha. Lông ngỗng cho nên chúng ta ngồi vào nó rất là êm. Các bạn hình dung là những cái chiếc xe Maybach, những cái chiếc xe sang trọng, những cái xe đắt tiền các bạn, thì nó phải có rất rất là nhiều những nút bấm ha, rất là nhiều những cái tính năng, rất là nhiều thứ. Đó là những cái quan điểm từ xa xưa các bạn. Thì cũng đúng một phần thôi, nhưng mà quan điểm đó là trước đây. Nhưng mà đối với lại những cái chiếc xe sang trọng bây giờ, những cái chiếc xe Maybach như thế này bạn, thì các bạn thấy hầu như là sẽ không còn nhiều nút bấm nữa. Đó, các bạn sẽ thấy nó lược gần như là hoàn toàn nút bấm luôn. Và Mercedes nói là lược bỏ khoảng 27 cái nút bấm. Hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy chỉ có một cái màn hình và một vài cái nút bấm rất là thường xuyên sử dụng thì Mercedes-Benz sẽ tích hợp trên này. Ha, còn lại thì nó sẽ nằm ẩn bên trong rồi. Đó, các bạn biết tại sao cái chiếc xe Maybach S450 này nó có cái giá thấp hơn phân nửa so với cái chiếc xe Maybach S680 mà cái chiếc xe hầu như là nó cũng không khác gì nhiều? Thì thực sự nó chỉ khác mỗi cái phần động cơ này các bạn. Đây là một cái động cơ 6 máy 3.0 mà được sử dụng hầu hết trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Có thể nói là đây là một động cơ gần như là tối ưu và phổ thông của Mercedes-Benz, cho nên là cái việc sản xuất cái động cơ này nó cũng sẽ nhiều hơn, cho nên là cái về cái giá bán nó cũng sẽ thấp hơn. Đó là một cái điều hiển nhiên ha bạn. Những cái động cơ mà được sản xuất với số lượng rất là nhiều hàng loạt thì cái chi phí nó sản xuất nó cũng sẽ rẻ hơn. Ngoài ra thì ở Việt Nam các bạn thì các bạn biết rồi, xe nó sẽ được đánh thuế ở trên cái phần dung tích động cơ, hay là gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Đó, thì
cái việc mà chúng ta sẽ trả cái tiền thuế rất là nhiều trên cái chiếc xe động cơ 6.0 S680 đó, thay vì chúng ta sẽ trả cái động cơ 3.0 với cái mức thuế hầu như thấp hơn rất là nhiều ha. Đó, đây là một cái điểm là rất là lợi thế của chiếc xe Maybach S450 này so với lại cái chiếc xe Maybach S680. Ngoài ra nó còn lợi thế hơn rất rất là nhiều so với những đối thủ. Với mức giá hơn 8,2 tỷ đồng này các bạn, thì Duy nghĩ là các anh chị các bạn có thể sử dụng cái ngân sách đó đi tìm hết tất cả những cái hãng xe ở Việt Nam luôn. Thì Duy nghĩ sẽ không có một cái chiếc xe nào nó sẽ tuyệt vời và cảm xúc như cái chiếc xe Maybach S450 này được. Ok, bây giờ Duy sẽ xin phép được kết thúc vlog tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz hoặc chiếc xe Maybach S450 này, các chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.